Có lẽ Ngọc Thảo là ngôi sao sáng nhất nhì mạng xã hội hôm qua, hôm nay hoặc có khi còn là ngày mai nữa cũng không chừng. Bởi vì dòng chia sẻ của cô đăng về đôi giày Nike Air Force Peace Minus One Paranoid hay còn được biết đến với một cái tên gọi là giày Tree Dragon Hoa Cúc đang gây tranh cãi khắp bốn phương. Phải nói, Ngọc Thảo chẳng phải là ngôi sao chăm chỉ phát ngôn trong showbiz cho lắm. Nhưng lần này thì phát ngôn của cô bất ngờ đậm vị cà khịa khi khoe đôi sneaker hot hit trên Instagram Story. Đôi Nike Air Force One Paranoid của Tree Dragon đang là siêu phẩm sneaker được dân tình săn đón. Sản phẩm có 3 phiên bản với dấu sport trắng, đỏ, vàng. Trong đó, đôi sport trắng được phát hành trên toàn cầu. Sport đỏ chỉ có 818 đôi, chỉ mở bán tại Hàn Quốc. Và đôi sport vàng để dành cho tặng bạn bè và người thân. Không kể đến đôi sport vàng đặc biệt thì đôi sport trắng và đỏ cũng cực kỳ khó mua. Hẳn đó cũng là lý do khiến cho Ngọc Thảo có phần tự hào nhẹ khi tìm được tận 2 đôi được xem là hàng hiếm mà dân tình phải tìm đỏ mắt hoặc phải mua với giá trên trời. Thế nhưng, cách Ngọc Thảo khoe giày mới lại không thuận lòng số đông bởi trên mạng xã hội bây giờ là hàng loạt những bình luận ném đá của nàng này. Hầu hết đều đồng lòng khẳng định Hot Girl 9X quả thật kém duyên. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó sau khi biết mình bị dân tình ném đá. Ngọc Thảo lại tiếp tục đăng đàn phân bua rằng mình không hề mua giày Tree Dragon Hoa Cúc mà chỉ đang quảng cáo giúp một người bạn. Hot Girl cũng kêu gọi mọi người đừng đẩy chuyện đi quá xa và kiên nhẫn đáp trả từng comment.